tiến hành kiểm tra hành chính vũ trường Hoàng Hôn, yêu cầu tất cả mọi người chấp hành mọi yêu cầu của các chức năng, cầu kiểm soát từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên. Tôi khuyên ông nên thành khẩn khai báo và tố giác đồng bọn. Có như vậy, ông mới được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây đi tù vài lần rồi, không còn lại gì văn vẻ của các ông vừa rồi nữa. Lại nhài mấy câu đó hoài, phát chán. Thôi, cho về buồng đi, đau đầu quá rồi. Ôi, sao? Đánh hả? Đánh đi rồi, đánh đi, đánh đi. Anh nói gì đấy? À, anh nói gì? Anh đang cản trở người thi hành công vụ, anh biết chưa? Này, nó là của anh làm gì? Tao. Hả? À? Của tao. Ai? Ai? Đứng yên. Đứng yên. Ghen hả mày?